Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Cơ cấu hàng hóa mang tính bổ sung, không cạnh tranh. Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn các loại nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này. Tại Hội nghị Giao thương trực tuyến Nông sản Thực phẩm Việt Nam-Nhật Bản 2021 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm ASEAN-Nhật Bản AGC cùng các đơn vị liên quan tổ chức, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản thực phẩm hai nước tham dự đã chứng tỏ nhu cầu về mặt hàng này còn nhiều dư địa để phát triển. Với các phiên tiếp xúc doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B, các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng như rau củ quả tươi, các loại hạt, xoài, thanh long sấy, thủy hải sản, đồ uống phù hợp với thị trường và người tiêu dùng Nhật Bản. Việc tăng cường giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản bằng phương thức truyền thống và trực tuyến trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã mở ra cơ hội hợp tác vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp. Với sự kết hợp của thương vụ của Việt Nam tại Nhật Bản với Trung tâm AJC, Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư Thương mại Nhật Bản ASEAN, thì Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức là hàng chục cái cuộc giao thương trực tuyến trong mọi lĩnh vực, từ là giày dép cho đến điện tử cho đến công nghiệp phụ trợ và đặc biệt là nông lâm thủy sản. Và thông qua cái phiên giao thương trực tuyến như ngày hôm nay thì 50 cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam có cơ hội là gặp hàng trăm cái doanh nghiệp nhập khẩu của Nhật Bản và nhà phân phối của Nhật Bản, và qua đây thì họ có thể là tìm hiểu được nhu cầu của nhau và kết nối giao thương với nhau và tiến tới là tìm kiếm những hợp đồng xuất khẩu. Nhìn chung, nhu cầu tiêu dùng nông sản tại thị trường Nhật Bản tương đối lớn. Các loại sản phẩm lại rất phong phú và đa dạng, từ các sản phẩm tươi, cấp đông, đóng hộp, khô, chế biến, nước ép, nên có sự cạnh tranh khốc liệt. Là quốc gia có rất nhiều các loại nông sản đặc sản, nên Việt Nam có cơ hội cạnh tranh với các quốc gia khác. Tùy thuộc vào tiềm năng và thế mạnh của từng vùng miền, các doanh nghiệp Việt có rất nhiều lợi thế để các sản phẩm nông sản xuất khẩu vào thị trường này. Những mặt hàng nông sản và thực phẩm mà Nhật Bản có nhu cầu nhập nhiều hiện nay, ngoài cá, tôm, lươn, thịt, thì đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả cũng rất tiềm năng vì sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Hiện 4 loại nông sản đặc sản của Việt Nam đủ tiêu chuẩn đã có mặt tại thị trường Nhật Bản. Do vậy, những loại nông sản khác muốn vào Nhật Bản cũng phải đáp ứng đầy đủ những quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, đa dạng hóa các chương trình xúc tiến thương mại để doanh nghiệp hai nước thêm cơ hội giao lưu, hợp tác. Thị trường và doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng yếu tố chất lượng, giá cả và sự chuyển giao đúng thời hạn. Theo đó, các sản phẩm nông sản khi sang thị trường Nhật phải đảm bảo chất lượng đồng loạt tương đương khác nhau. Đặc biệt, cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ quan tâm đến kết quả xem xét tồn dư về thuốc bảo vệ thực vật hoặc dư lượng kháng sinh, mà còn muốn biết cụ thể quy trình sản xuất, chế biến. Ngoài ra, chính sách hàng rào về thuế nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu và việc kiểm tra khắt khe cũng là thách thức không nhỏ. Trên thực tế, có 4 loại trái cây Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu vào Nhật Bản là vải, chuối, xoài, thanh long. Thì đối với các loại trái cây khác như là dứa, chanh leo, bơ, sầu riêng, nhãn, nhu cầu nhập khẩu của thị trường này cũng rất lớn. Đây chính là những loại trái cây mà Việt Nam có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cao, có khả năng tổ chức sản xuất khối lượng lớn, chất lượng trái cây phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản. Chính vì thế, cùng với việc các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đang tích cực đẩy mạnh đàm phán với Nhật Bản để tháo gỡ rào cản kỹ thuật về kiểm dịch đối với mặt hàng nông sản, thì các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng hàng hóa, chủ động tham gia thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để tận dụng những cơ hội xuất khẩu nông sản sang thị trường tiềm năng này. Theo như chương trình ấy, thì từ đây đến cuối năm chúng tôi sẽ có một đoàn khảo sát ở thị trường của Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng mà không biết là tình hình dịch bệnh này thì có thể đi được không? Thế nhưng mà đây là chương trình của tỉnh đã đặt ra và chúng tôi đã tham mưu để được thực hiện chương trình này. Thế thì trước mắt mà nếu mà do tình hình dịch bệnh mà có thể là chưa thực hiện được thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với lại cái hệ thống xúc tiến thương mại theo chỉ đạo của Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là cái hệ thống xúc tiến ở địa phương, thế rồi là các cái cơ quan tham tán thương vụ của Việt Nam ở các nước để tìm hiểu thông tin, đề nghị cung cấp
và truyền đạt những thông tin đó đến các cơ sở xuất, đến bà con nông dân, để bà con có trước mắt là để thấu hiểu được những cái yêu cầu đặt ra của người ta, thế và để mình tập trung để định hướng cho cái việc sản xuất bám theo những nội dung đó để sản phẩm của mình có thể vào được những thị trường khó tính. Để mà thâm nhập được vào những cái thị trường khó tính thì chúng tôi cũng rất là mong là doanh nghiệp quan tâm tới việc là nâng cao chất lượng của sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là chú trọng đến việc là thay đổi quy trình công nghệ, thay đổi quy trình quản lý chất lượng để đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng của các thị trường khó tính nhập khẩu như là Nhật Bản, như là EU, như là Hoa Kỳ, như là Hàn Quốc. Về phía Bộ Công Thương và Cục Xúc Tiến Thương mại thì bên cạnh cái hoạt động là giao thương trực tuyến như này thì sắp tới mà trên thực tế thì chúng tôi đã và đang triển khai các hoạt động này phối hợp với các địa phương, đó là kết hợp cái hoạt động là giao thương vừa trực tiếp và vừa trực tuyến, có nghĩa rằng là ở đâu có điều kiện để mà có thể là mời được các doanh nghiệp đến tham dự trực tiếp cái hoạt động giao thương kết nối và trưng bày giới thiệu sản phẩm cho nhau thì chúng tôi sẽ làm, và sẽ kết hợp với lại các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương trực tuyến ở với những cái hội nghị như thế, những sự kiện như thế ở trên khắp các vùng miền của cả nước, và kết hợp với lại các thị trường nước ngoài, các nhà nhập khẩu của nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại ở nước ngoài, và huy động toàn bộ cái sự tham gia của hệ thống thương vụ, hệ thống tham tán Việt Nam ở nước ngoài vào cái việc là tìm kiếm những cái nhà nhập khẩu tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng 5 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên của ba hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường liên kết liên doanh, qua đó nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản.